Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Trọng hoãn đi Mỹ vì lo ngại sức khỏe hay vì một lý do nào khác hơn nữa? Có những dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ không thực hiện được chuyến công du Mỹ đầy mong đợi trong năm nay vì những lo ngại về sức khỏe, theo các chuyên gia phân tích chính trường Việt Nam. Trích dẫn các nguồn tin khác nhau, nhà phân tích Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương Derek Grossman của Rand Corporation nhận định rằng ông Trọng sẽ không đi thăm Mỹ trong tháng này, trong khi giáo sư Cạ Thayer của Đại học New South Wales cho biết người đứng đầu nhà nước Việt Nam sẽ thăm Mỹ vào năm sau. Cả hai chuyên gia đều đưa ra lý do là vì những quan ngại về sức khỏe của ông Trọng. Chuyến thăm của người đang nắm quyền lực cao nhất Việt Nam tới Washington được nhiều người mong đợi trong bối cảnh Mỹ muốn thúc đẩy cho một mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam khi Trung Quốc ngày càng gây sức ép trên Biển Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân mời ông Trọng tới thăm Nhà Trắng để bàn thảo các giải pháp tăng cường các mối quan hệ song phương, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết hồi tháng 2 khi ông Trump tới Hà Nội tham dự thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trọng lần đầu tiên tới thăm Mỹ năm 2015 và được Tổng thống Mỹ lúc đó là Barack Obama tiếp đón tại Nhà Trắng trong tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Với việc ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời, ông Trọng được kiêm thêm chức Chủ tịch nước và sẽ danh chính ngôn thuận khi gặp Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, ông Trọng được cho là đã phải nhập viện cho một chuyến thăm và làm việc ở xứ Kiên Giang. Ông Trọng sau đó đã xuất hiện trở lại trong các sự kiện diễn ra tại Hà Nội qua các hình ảnh được truyền thông chính thống đăng tải. Nhà báo Phạm Chí Dũng trong một bài phân tích đăng trên VOA cũng cho biết rằng từ cuối tháng 9 bắt đầu rộ ra những thông tin bên lề chính trường Việt Nam về việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp phải vấn đề khó khăn về sức khỏe nên sẽ khó có thể đi Washington gặp Tổng thống Donald Trump dự kiến vào tháng 10 này. Nói với VOA từ Canberra hôm 15 tháng 10, giáo sư Cạ Thayer trích các nguồn tin từ Việt Nam và ông tiếp xúc trong vòng một tháng qua cho biết ông Tổng Bí thư bị bại liệt tay phải và rằng ông ấy đã phải nhập viện ngay trước khi hội nghị Trung ương 11 diễn ra hồi tuần trước. Ông Trọng đã không tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào cuối tháng 9. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa bao giờ cho biết thời gian cụ thể ông Trọng sẽ thăm Mỹ, nhưng truyền thông quốc tế cho rằng ông Trọng dự kiến thăm Mỹ vào tháng 10. Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội hôm 12 tháng 9, bà Hằng nói với các phóng viên rằng hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sẽ được thông báo đến truyền thông vào thời điểm thích hợp. Giáo sư Cạ Thayer, chuyên gia các vấn đề Việt Nam, nói rằng tiến sĩ Lê Đăng Doanh từng là thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Phan Văn Khải, nói với ông bên lề một hội nghị rằng cho tới lúc này chưa có bất cứ một cuộc gặp nào ở cấp làm việc giữa Mỹ và Việt Nam được tổ chức để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Trọng. Một nhà quan sát chính trị tại Việt Nam nói với phóng viên rằng ông Nguyễn Phú Trọng nên đi Mỹ để cân bằng lại sức ép của Trung Quốc tại Biển Đông. Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh báo Nhà nước ghi nhận lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây rằng ông năm nay đã 75 tuổi rồi cũng đang là một bệnh nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được các báo Nhà nước dẫn lời phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ hôm 15 tháng 10. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, năm nay 75 rồi và cũng đang là một bệnh nhân. Tình hình sức khỏe của ông Trọng được cho là yếu tố chính quyết định khả năng ông có thực hiện chuyến công du đến Mỹ trong tháng 10 năm 2019 như dự báo trong thời gian qua hay không. Theo tôi hiểu, sức khỏe của ông Trọng vẫn đang là vấn đề mấu chốt ảnh hưởng đến việc ông có đi thăm Mỹ như dự kiến hay không. Người ta quan tâm hay lo lắng về sức khỏe của ông Trọng là điều dễ hiểu, dù quan hệ với Mỹ là một ưu tiên hiện nay. Nhưng trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tổ chức, sức khỏe của ông Trọng đóng vai trò rất quan trọng. Hôm 21 tháng 10, trả lời phóng viên tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế từ Viện ICIT, Jusof Singapore nói, trong chuyến thăm Kiên Giang hồi mùa hè vừa rồi thì ông Trọng đã gặp vấn đề sức khỏe bị đột quỵ.
Từ đấy đến nay, dù sức khỏe của ông đã được cải thiện nhưng vẫn có lo ngại về tình hình sức khỏe của ông khi thực hiện các chuyến đi dài ngày, hành trình kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ. Dù sức khỏe của ông đã được cải thiện nhưng vẫn có rủi ro nhất định. Vì vậy, theo tôi hiểu, sức khỏe của ông Trọng vẫn đang là vấn đề mấu chốt ảnh hưởng đến việc ông có đi thăm Mỹ như dự kiến hay không. Người ta quan tâm hay lo lắng về sức khỏe của ông Trọng là điều dễ hiểu, dù quan hệ với Mỹ là một ưu tiên hiện nay. Nhưng trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tổ chức, sức khỏe của ông Trọng đóng vai trò rất quan trọng. Nếu như có các vấn đề đó xảy ra với sức khỏe của ông Trọng trong chuyến đi thì sẽ có hệ lụy rất lớn, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới và quan trọng nhất về các vấn đề nhân sự. Vì vậy, tôi là các lãnh đạo Đảng và bản thân ông Trọng đang rất thận trọng để tính toán thời điểm chuyến thăm phù hợp để bảo đảm mục tiêu đối ngoại và đối nội, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp bình luận thêm về mục đích chuyến thăm Mỹ của ông Trọng. Bản thân ông Trọng cũng trông chờ chuyến thăm tại vì đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông trên cương vị là Chủ tịch nước, vừa là Tổng Bí thư. Đó là cơ hội để ông thể hiện vai trò đối ngoại chứ không chỉ vai trò đối nội, qua đó nâng cao uy tín của ông trong nước. Có lẽ chuyến thăm này sẽ có nhiều mục tiêu được đề ra. Ví dụ củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước được ký kết hồi năm 2013, có thể sẽ có tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược. Theo tôi hiểu, vấn đề này đã được bàn thảo tương đối kỹ lưỡng ở Việt Nam thời gian qua. Nếu ông Trọng đi chuyến này thì nhiều khả năng Việt Nam sẽ đồng ý nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược để tạo ra khuôn khổ song phương có lợi cho Việt Nam, có đó để cân bằng lại sức ép của Trung Cộng, đặc biệt là tại Biển Đông, mà tôi nghĩ là càng ngày càng gia tăng trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng đến thăm Hoa Kỳ trên cương vị người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2015. Ông là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên đặt chân tới Mỹ. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Hoa Kỳ càng ngày càng coi trọng quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là một đối tác vừa nổi trong khu vực trong nỗ lực kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Cộng. Cùng thời điểm, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, cựu vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt Nam bình luận với phóng viên: ông Nguyễn Phú Trọng tìm cách đi Mỹ trong tình thế hiện nay, dù ông ta hiện đang có sức khỏe rất yếu nhưng không đến nỗi gì. Tôi thấy cái đầu của ông đang bình thường, nói năng cũng hoạt bát chứ không vấn đề gì. Nếu đi Mỹ được thì là một điều rất tốt, mà theo tôi thì ông Trọng nên đi. Ông Nguyễn Khắc Mai phân tích thêm về mục đích chuyến đi Mỹ của ông Trọng nếu xảy ra. Ông Trọng đi Mỹ phải trên cơ sở đàng hoàng, nói rõ là hiện nay Trung Hoa đang xâm lấn Việt Nam, đang gây rất nhiều cái hiểm độc, nguy cơ hiểm họa lớn ở Biển Đông, thì phải liên minh liên kết với Mỹ, sẵn sàng mở rộng quan hệ chiến lược với Mỹ để có sức mạnh quốc tế đối phó với tên giặc dữ này. Thì đấy là vấn đề cá nhân tôi phán đoán. Và theo tôi biết, quan sát thấy hình như người Mỹ cũng muốn ông Trọng đi, họ bắn tiếng qua. Tôi nói rằng là ốm đau không thành vấn đề, đi lại không thành vấn đề là cái đầu còn tỉnh táo hay không. Còn nếu anh có ngồi xe lăn thì chúng tôi bốc qua được ngay, có gì đâu mà khó. Tôi thấy là cái đầu ông Trọng ăn nói rất hoạt bát, một cái người bị tai biến não mà sau đó 7 tháng phục hồi nói năng mạch lạc, cho thấy cái đầu không có vấn đề gì lớn. Chuyến đi của ông Trọng sang Mỹ đã được trông đợi từ nhiều tháng nay, nhất là vào khi quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh đang có những căng thẳng sau khi Trung Quốc điều tàu hải cảnh dân binh và tàu khảo sát Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam giữa tháng 6 đến nay. Cho đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu nào Trung Quốc sẽ rút các tàu này khỏi vùng biển Việt Nam, thậm chí còn tiến gần vào bờ biển của Việt Nam hơn. Vào tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về các hành động mà nước này gọi là bắt nạt Việt Nam ở bãi Thị Chính. Tại hội nghị Trung ương 11 vừa diễn ra vào hồi đầu tháng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã lần đầu tiên nói đến vấn đề Biển Đông. Ông Nguyễn Khắc Mai nhấn mạnh, xin trích: tất nhiên nếu ông Trọng đi phải trên tư thế mới của dân tộc chứ không phải vì cái quyền nhỏ nhen ích kỷ của một nhóm Đảng Cộng sản với 4-5 triệu đảng viên này mà phải dựa
trên lập trường của dân tộc mà đi thì cái cuộc đi ấy thành công mới đáng giá. Còn nếu không, ông có đi sang đấy mà với lập trường èo uột vẫn là phụ thuộc Trung Hoa, nói nước đôi thì cũng không ra gì. Tôi nghĩ rằng là ông Trọng nên đi Mỹ với tư thế mới, hết trích. Việt Nam từ trước đến nay vẫn theo đuổi chính sách trung lập giữa các cường quốc với chính sách 3-0, không tham gia các liên minh quân sự với bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Tuy nhiên, ông Nguyễn Khắc Mai nói ông có hy vọng vào chuyến đi Mỹ sắp tới của ông Trọng. Tôi thấy ông ta cũng có những cái chuyển biến bắt đầu. Thế thì tại hội nghị Trung ương 11 này, lần đầu tiên ông ta nói về mối quan hệ với Trung Quốc, tức là ông đã có sự chuyển biến. Nhưng mà anh phải rõ ràng đứng trên lập trường của dân tộc, đứng trên lợi ích của dân tộc, quốc gia Việt Nam hiện nay. Chứ còn nếu cứ đứng trên lập trường cộng sản u mê của anh, lú lẫn của anh thì vứt đi, Mỹ cũng chẳng muốn chơi với anh làm gì. Chuyến đi Mỹ của ông Trọng trong vai trò chủ tịch nước Việt Nam thể theo lời mời chính thức của Tổng thống Donald Trump khi ở Hà Nội hồi tháng 2 năm 2019. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.